trình Giải Mã Kỳ Tài. Người kỳ tài, họ có thể là những người nổi tiếng, những kỷ lục gia hoặc có thể là người bình thường. Họ đến từ khắp mọi nơi và ở mọi độ tuổi khác nhau. Nhưng điều đặc biệt, người kỳ tài luôn sống hết mình với những tài năng của họ. Tôi là Thanh Tân, còn đây là Lê Lộc. Hai chúng tôi sẽ là hai đội trưởng cũng như là hai trợ lý đắc lực của người giải mã, để giúp cho tất cả quý vị biết rằng tại sao họ được sự thu hút và quan tâm và được yêu mến như vậy. Chúng tôi sẽ là những người tìm kiếm những kỳ tài để dẫn đến người giải mã. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của hai đội. Đây, tôi siêu nhân Thanh Tân. Wow. Tôi siêu nhân Healy. Siêu nhân Kenji. Siêu nhân Kira. Và chúng tôi là siêu nhân Cao. Còn đội chúng tôi là đội Thiên Thần Đỏ. Tôi là Thiên Thần Lê Lộc. Thiên Thần Hana. Thiên Thần Môn Hoàng Anh. Ủa sao mất hết Thiên Thần rồi? Đây là điều đặc biệt của đội chúng tôi. Ngày hôm nay đội chúng tôi sẽ có một phần trình diễn hết sức đặc biệt. Nhưng để cùng chào đón phần trình diễn đó, chúng ta hãy cùng chào đón người giải mã. Người giải mã xin kính chào quý vị. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ giới thiệu những người đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giải mã kỳ tài. Và hôm nay đội Thiên Thần Đỏ sẽ là đội tiến cử. Và bây giờ xin mời người giải mã và mọi người hãy cùng chào đón phần tiến cử. Tài biết mùa bụng là con gái. Bây giờ thì Gina sẽ cho một gợi ý nữa. Người kỳ tài này rất là nhỏ tuổi và là người quen của chú MC Quyền Linh. Con gái chú Quyền Linh. Vậy là bữa nay chú dắt người nhà đi thi hả? Đúng rồi, người nhà của chú là ăn nhiều lắm. Ủa là sao? Có biệt tài ăn nhiều nên bụng hơi bự. Thật ra bữa nay múa bụng là giới thiệu cái bụng của người nhà chú Quyền Linh. Vậy bây giờ để biết người kỳ tài đó là ai thì xin mời mọi người xem clip. Chào là phải nhúng vậy đó. Tại sao biết người nhà chú Quyền Linh không? Tại sao? Quen ở trong chương trình Bạn Có Thực Tài. À. Người này giỏi lắm. Múa từ lúc cái bụng nó bự về còn nó thon vậy đó. Hiểu rồi đó. Con chào mọi người đi con. Chào tất cả mọi người trong thị trường ngày hôm nay. Ồ, thấy chưa? Rồi con về đây ngồi chú Quyền Linh nào. Dạ. Khả Hân, con giới thiệu cho mọi người biết con hôm nay mấy tuổi? Dạ, con hôm nay con 5 tuổi. Ủa chú ơi, vậy là bé thi từ lúc mấy tuổi? Từ lúc con 3 tuổi con thi với chú. Lên Bạn Có Thực Tài lúc 3 tuổi ai cũng nhớ trơn á. Chú Quyền Linh. Hả? Người nhà con luôn. Con dạ. Chú lại không? Dạ. Chú tên là chú Y Dừa. Y chưa? Chú làm tiết chủ nhí đúng không nhớ không? Chú là bạn của cô Lâm Y Dạ. À, dễ sợ chưa? Được rồi, bây giờ con ngồi im lặng để chú giải mã xem tại sao con trở thành người tài như vậy. Từ lúc 3 tuổi cho tới 5 tuổi nha. Phần giải mã bắt đầu. Từ khóa là belly dance. Vì sao bố mẹ cho Khả Hân học belly dance? Hết.
Rồi mai đổi Lý Lộc. Con nghĩ là chắc là tại ba mẹ của em Khả Hân là cũng là vũ công ballet dance cho nên là muốn cho em đi học. Có lý. Cũng có thể đó. Có lý. À, theo con nghĩ thì ba mẹ cho đi học là tại vì muốn bé có bụng. Vậy tại học ballet dance là phải có bụng đúng không em? Học ballet dance bụng vừa múa bụng mới đẹp. Thấy chưa, thì nó phải có bụng. Trời ơi kìa, cái bụng đi múa là dữ lắm kìa. Vì sao con lại thích belly dance? Dạ tại vì con có ở nhà con quậy phá lắm á. Xong rồi ba mẹ con thấy quậy quá, ba mẹ cho con đi học múa. Cái giờ con điệu lại rồi nè. Hay quá. Giờ con điệu lắm luôn á hả? Đâu điệu làm sao đâu. Điệu sao đâu. Ôi trời. Có lúc con đạp xe đạp á, con bị trật tay á, mẹ kêu con nghỉ học một bữa đi. Cái con nghỉ học một đấy con buồn lắm, con kêu mẹ cho con đi học một bữa. Cái con bỏ con đi học luôn, có một tay cong gì nè, từ ra đó con bị trật tay con múa. Gãy tay vẫn không chịu nghỉ học. Lý do tại sao? Thì con ở học con buồn lắm. Còn rất nhớ là học ballet dance, cho nên con không có nghỉ học được. Mình và ông thì mình nghỉ học cái là uổng tiền ba mẹ lắm. Con sức ba mẹ đóng tiền cho mình học, mình bảo là uổng lắm. Đúng rồi. Cho mình phải đi học mới gọi là con có hiếu cho ba mẹ. Trời ơi. Còn cái vụ mà múa belly dance đó là bị hở cái rúng nè. Như vậy người ta mới ra cái bụng lắc được chứ. Loại bụng ra vậy đó hả? Mặc định là vậy. Mặc định là vậy hả? Mặc định là vậy luôn. Rồi bây giờ vô mà múa mà lấy vải che cái bụng lại múa được không? Dạ không được. Sao kỳ vậy? Mặc định là phải loại bụng, lấy cái vải che lại lật, người ta không có thấy cái bụng mình lắc. Nếu mà múa vậy là phải lòi cái rúng ra đúng không con? Dạ. Vậy có bao giờ cái rúng lạnh phải xức dầu không? Dạ không có sao, mình xức dầu chứ mình đi học múa đâu có đeo theo dầu đâu. Mà chỗ học múa chỉ có quạt đâu có máy lạnh. Nhưng mà nếu mà mình muốn múa cái bụng khoe cái rúng thì mình phải rửa rúng sạch đúng không? Chú Huy Lan không có hiểu con rồi. Giống cái cô hồi nãy kìa, cô đó cây rúng cũng đẹp mà. Trời ơi, cô thấy cái rúng cổ luôn. Cô đó gắn cái hộp vô cũng đẹp. Gắn cái hộp vô cái rồi rúng hả? Gắn cái hộp vô cây rúng hết dơ. À, lấy ý là mấy người ra gắn cái này vô là mấy người rúng dơ đó không? Còn rúng em sạch là em mới khoe đúng không? Con không có đâu, chứ cô đó mặc đồ Ấn Độ thì cô đó mới gắn cái hộp vô, còn con không có phải là Ấn Độ thì con không có gắn. Hôm nay có ai đi với con? Dạ có mẹ. Mẹ bây giờ thì mời mẹ của bé Hân lên sân khấu. Chào chị, mời chị ngồi. Rất lâu gặp lại ha. Dạ, chào anh. Trong từ lúc mà bạn có thực tài tới nay thì công việc của bé từ đó tới nay là vẫn tập luyện belly dance hả chị hả? Dạ, nó vẫn thích cái môn đó anh nên em vẫn cứ cho học. Thích mỗi cái môn đó thôi. Dạ, em cũng cho học thử nhiều môn rồi nhưng mà tại nó chọn cái môn đó thì em cho học môn đó. Nhưng nãy bé nói bà nội không cho đi học, tại sao vậy? À, tại vì vậy nè, cái môn belly dance nó là môn múa bụng nên mặc đồ nó hơi hở hang chút. Bây giờ thì bé còn nhỏ thì bé mặc thì những cái đồ nó vẫn dễ thương, không có sao, nhưng mà bà nội không muốn là nó đi lâu dài. À, lâu dài hở hang hở rúng quá hả? Bà nội không thích là vậy thôi. Đó, mẹ con nói vậy con nghĩ sao? Con nghĩ con cứ làm buồn vì con không được đi lâu dài. Dễ sợ chưa? Rất là buồn thấy chưa? Không, nó buồn ít mẹ buồn nhiều, tại biết sao nó nhà nó quậy á, thả đi học. Đi học bất quậy chút. Con theo con thì con quậy giống ba hay giống mẹ? Con nghĩ là con gái sẽ đi theo ba, con trai sẽ đi theo mẹ. Trời ơi. Sao mà bé biết được? Đi học với đi diễn thì con thích
Làm gì nào? Con học võ thì á hay bị bạn bè xa lánh. Buổi sáng thì con phải đi học đều hoàng. Con thích nhất là thứ hai với thứ sáu. Thì con rất thích học vẽ. Học vẽ là học vẽ thứ hai và thứ sáu là ngày con quý nhất trên đời. Trời trà. Làm sao để chúng ta cân bằng cái việc mà bé thích những cái môn nghệ thuật đó với cái việc học hả chị? Bé thì nó cũng ý thức lắm. Có lần đi đường nó nói với mẹ, con nói mẹ nghe cái này nè, mẹ làm cái gì làm nhưng mà mẹ phải cho con đi học. Chứ nếu mà con học ngu á, mà học ngu á người ta cười mình á. Đó, nên nó ý thức được cái chuyện là nó phải đi học. Bữa giờ nó đòi đi học chữ. Mẹ cũng không cho học chữ cơ qua. Đó, nó đòi đi học chữ. Đó. Nói chung là nó ý thức được cái chuyện mà nó dở, nó học không giỏi thì bạn bè sẽ xa lánh nó. Nó nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, bây giờ bé cũng còn nhỏ, chưa có cảm nhận được tất cả mọi thứ. Vấn đề là cha mẹ phải là một nơi để hướng con. Dạ. Hướng cho con một cái con đường đi. Dạ. Ba của bé thì lại muốn bé thiên nghiêng về văn hóa nhiều hơn. Đúng rồi. Là bởi vậy nên có lần ba nói thôi bây giờ tạm ngưng hết mọi việc về nghệ thuật đi, muốn cho bé tập trung học chữ. Dạ. Là ba có thương lượng với bạn đó nhưng mà bạn nó không chịu. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục giải mã bé Khả Hân. Từ khóa tiếp theo sẽ là bánh mì. Món ăn yêu thích nhất của Khả Hân là bánh mì, đúng hay sai? Mời đội Hợp Tân. Sai. Cái lời. Sai. Theo nhóm tụi em là sai. Tại bởi vì bánh mì thường là ít trẻ con thích lắm. Tại thường là hồi nãy em thấy trong clip là bé ăn gà rất là ngấu nghiến và ăn cơm chứ không có bánh mì nào trên bàn luôn hết. Nhưng mà thấy hỏi đặc biệt là bánh mì mà không hỏi những món khác thì em nghĩ là đây là món là bé không có thích. Rồi, vậy là không phải. Đội chúng ta có bổ sung không? Dạ, đội con bổ sung là sai. Sai là giống bên kia đó em. Dạ, qua đây chơi, qua đây vui nè. Dạ không, đội con trả lời là đúng mà. Đúng. Dạ. Rồi, tại vì mình đúng mình mì... sai thì dĩ nhiên có đội đúng thôi. Bánh mì dạ, tại vì bánh mì nó đâu phải chỉ là một loại bánh mì đâu, nó có nhiều loại bánh mì như là hamburger mà con nít thì cũng thường hay thích ăn hamburger lắm. Cho nên là con nghĩ là đúng. Hy vọng là bé thích ăn bánh mì hamburger. Con thích ăn bánh mì hay không? Con có thích ăn bánh mì hay không? Cháu. Yeah. Con nhưng mà con thích ăn phèo. Ăn phèo là phá lâu. Con cũng thích ăn hamburger chứ phụ. Nhưng mà bây giờ con ngán ăn hamburger rồi. Bây giờ con chỉ qua ăn phèo là phá lâu. Nhưng có một loại bánh mì con rất thích. Một người bạn tên là bánh mì á. Bánh thiệt là khôi vị. Ồ, cái bạn này đó hả? Dạ. Khôi vị hoặc là bánh mì. Đẹp trai hả? Dạ. Trời ơi. Khôi vị lớn. Trời ơi. Ủa, con? Gà lăng tốt bụng nữa. Gà lăng tốt bụng nữa. Trời ơi. Gà lăng tốt bụng đó. Đỏ mặt đồ chăm luôn kìa. Mà đồ giống nhau luôn á. Mà sao con thích bạn này hay sao? Bạn này chơi hiền lành. Nhưng sao con biết bạn nó gà lăng? Đây, bạn đó hay chơi với con rất ra lăng. Con ăn xong là bạn đó đi về tôi vô cái bồn rửa chén cho con. Con gọi điện thoại vô hình cho con nữa. Gọi điện thoại gì? Vô hình cho con. Mày tham đó. Là có hình chị ơi. Vô hình là không có hình á. Đi đâu là đi đâu là phải nắm tay con thật chặt. Vô. Để con không bị lạc. Ôi trời. Ủa mình đang đi đâu đây? Trời đất ơi. Con nói gì với bánh mì đi. Sao bánh mì lại ở đây? Mình nhớ là bánh mì đâu có ở đây đâu. Mình đâu có biết. Không biết tại sao xuất hiện ở đây luôn hả? Ủa mà cầm món hoang chi vậy? Dạ con tặng cho bạn cả hơn. Tặng đi. Khoan. Tại sao tặng cả hơn? Dạ mẹ con. Trời ơi. Làm gì có sự chỉ đạo của bạn ạ? Rồi con tặng đi, con nói sao với bạn ạ? Con phải nói đàng hoàng nha. Con tặng bạn này không? Cảm ơn bạn. Ôm bạn hơn sao nữa? Cảm ơn bạn. Yeah. Bánh mì giới thiệu đi, giới thiệu mình tên gì cho mọi người biết đi. Bánh mì ra lăng coi. Tôi chưa biết gì. Không biết ra lăng. Tôi
đâu biết ai lăng là gì đâu. Cái lăng là con trai mạnh mẽ là bảo vệ con gái. Đó. Vậy giới thiệu cho mọi người biết con tên gì đi. Con tên Vĩ. Hứa Lê Khôi Vĩ á. Đó, người ta nhớ tên mình luôn kìa. Dạ con mới có 6 tuổi. Sao mẹ nói suối? Mẹ suối con gọi là bạn vậy hả? Chị kêu bạn gì? Con lớn hơn. Lớn hơn gì kêu anh chứ sao? Mà thì con lớn hơn cả hơn mà. Bánh mì là ở đâu? Học lớp mấy? Bánh mì là ở gần nhà con. Bánh mì lấy một bức tranh. Bánh mì tặng cho con trình là con nhớ bánh mì. Là bánh mì nó là nhìn vô bức tranh. Hay bánh mì cho bố nhớ. Nhưng mà bánh mì thấy Khả Hân múa có đẹp không? Có. Bây giờ con muốn Khả Hân múa không? Có muốn Khả Hân múa cho con coi không? Lên. Muốn. Thôi bây giờ hôm nay con muốn tặng bánh mì một cái bài múa gì con giới thiệu luôn đi. Con muốn là một bánh mì bài, một bài múa ghép lại ba đạo cụ. Bánh mì có muốn coi không? Muốn. Bánh mì có muốn nói gì về Khả Hân nữa không? Trời ơi. Chúc múa thành công. Rồi bây giờ con Khả Hân chuẩn bị đi. Anh chờ em 2 phút nha.